lời dẫn về việc khắc bản in lại sách Tây Quy Trực Chỉ. Những trước tác của tiên sinh Chu An Sĩ còn lưu truyền ở đời. Kể ra có 4 bộ sách. Thứ nhất là Âm Chất Văn Quảng Nghĩa, khuyên người tin sâu nhân quả. Thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư Tập, khuyên người bỏ sự giết hại. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên người bỏ sự tham dục. Và thứ tư là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Những ai may mắn được xem qua các sách này, thảy đều mừng vui tin nhận làm theo. Vì thế mà khắp nơi đều khắc bản in ra, lưu hành rất rộng. Riêng bộ sách Tây Quy Trực Chỉ, trước đây vốn đã qua sự sang định sửa đổi của Giang Thiết Quân ở Ngô Môn, không còn giống như khi Chu Tiên Sinh viết ra. Họ Giang cho rằng nội dung quyển Cương Yếu chẳng qua chỉ là trích lấy phần toát yếu trong bản soạn tập Đại Di Đà Kinh của Vương Long Thư đưa vào cùng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thôi. Nay ông ấy đã mang bản kinh Vô Lượng Thọ dịch vào đời Ngụy Hợp với 2 bản luận của Lâm Cư Sĩ mà khắc bản lưu hành, nên phần Cương Yếu không cần phải khắc in nữa. Đó là không biết rằng trọn bản sách Tây Quy Trực Chỉ này của Chu Tiên Sinh đều là trích soạn từ trước tác của nhiều người, chứ không riêng gì phần Cương Yếu. Nếu cho rằng vì các bản khác đã có rồi nên không cần in lại, thì trọn sách này không khỏi phải dần dần bị cắt bỏ cho đến hết mất. Nay tôi đến chỗ Chu Quân Bảo ở Ngu Sơn, được cư sĩ Thắng Liên tặng cho một bản khắc nguyên bản, sách Tây Quy Trực Chỉ. Vừa nhìn thấy thật hết sức vui mừng không kể xiết, tin chắc rằng đó là do nguyện lực của Chu Tiên Sinh gia trì, đặc biệt còn lưu giữ được bản này để mang lại lợi lạc cho người đời sau. Tôi liền gấp rút giao cho thợ khắc bản in để khôi phục sách này trở lại như nguyên tác ban đầu. Chu Tiên Sinh từng có lời nguyện rằng, nguyện đem hạt giống sen vàng, chính phẩm cõi Tây Phương, gieo trồng trong khắp cõi Ta Bà. Đó chính là mong muốn cho sách này được lưu hành rộng khắp, truyền mãi về sau. Tháng Giêng, niên hiệu Quang Tự, năm thứ 12, Nhân Sơn, Dương Văn Hội, kính ghi. Lời dẫn. Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Ngài thương xót hết thảy chúng sinh trôi lăn trong 6 đường luân hồi, sống chết nối nhau, chịu đựng khổ não không cùng tận. Cho nên, trong hết thảy các cõi Phật 10 phương, Ngài đã chỉ ra thế giới cực lạc ở phương Tây để giúp chúng sinh biết chỗ hướng về. Ngài lại truyền dạy một pháp môn hết sức đơn giản thuận tiện. Chỉ cần niệm tưởng đến Đức Phật A-di-đà liền được vãng sinh. Đây quả thật là con thuyền từ lớn lao giữa biển khổ sinh tử. Tôi nhờ phước báo sâu dày từ đời trước, may mắn được gặp pháp môn này, không dám quên ơn đức sâu nặng của Đức Đại Từ Như Lai, nên mang những yếu chỉ trong 2 bản kinh A-di-đà, gồm đại bản và tiểu bản, trích yếu khái quát lại, đưa vào một bản văn, giúp người đọc xem qua một lần, có thể dễ dàng nắm hiểu rõ ràng, đặt tên là Cương Yếu của Pháp Môn Tịnh Độ.
Nam mô A